phong tài lìa quan. Tôi chán theo nào đồng đẹp như thơ lam, chân tay trên trang đài lệ thăm mẹ môi duyên. Mong trời thương bao tim dòng lên mắt ngu quyền, môi chợt buồn đẹp quý vị đang được thức một nhạc phẩm được mang tên Chuyến xe ba người qua tiếng hát của Dì Tư. Vâng, xin cảm ơn tiếng hát của Dì Tư rất là nhiều. Một giọng hát vượt thời gian, Dì Tư đã gửi chúng ta một sản phẩm được mang tên Chuyện Chuyến xe ba người.